đây là buổi diễn tập thực binh phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai năm 2024. Tình huống giả định được đưa ra là bão châu bão. Ngoài thực địa, ban xử lý tình huống cứu người, tài sản, cứu hộ, cứu nạn người khi bị nước lũ cô lập, tiếp nhận, sơ cấp cứu người bị nạn, chuyển đến nơi an toàn. Dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo diễn tập DC-24 tỉnh Gia Lai, huyện Đức Cơ làm tốt công tác chuẩn bị, lên kế hoạch, phương án, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện, vật chất ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Quá trình tổ chức diễn tập, các lực lượng tham gia phần vận hành cơ chế đều nắm chắc nội dung, vận dụng nhịp nhàng, khẩn trương tổ chức di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời tổ chức cứu người và tài sản, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Qua cái cuộc diễn tập này, chúng tôi rút ra được thứ nhất là chúng tôi rà soát, đánh giá lại các khả năng về công tác phòng chống thiên tai của huyện, cũng như là sự phối hợp giữa các lực lượng và cái việc mà sử dụng các năng lực, các nguồn lực tại chỗ. Thứ hai là qua đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn lại các cái văn kiện về công tác phòng chống thiên tai. Thứ ba là chúng tôi qua đây thì là tuyên truyền đến người dân, cũng như là nâng cao nhận thức của người dân trong cái công tác phòng chống lụt bão. Và tôi tin tưởng rằng trong cái thời gian tới thì chúng tôi với cái cuộc diễn tập này và sự chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đảm bảo và khắc phục được các cái nếu mà có xảy ra các sự cố trên địa bàn huyện. Đối với huyện Đức Cơ nói riêng, các địa bàn vùng biên giới tỉnh Gia Lai nói chung có đặc thù địa hình đồi dốc. Hàng năm, khi chịu tác động ảnh hưởng của mưa bão, khiến giao thông dễ bị chia cắt, làm cho khu vực bị nạn thường bị cô lập. Lực lượng hỗ trợ chuyên biệt không thể tiếp cận ngay lập tức. Vì vậy, 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, được xem là yếu tố quan trọng nhất trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Chính vì thế, cuộc diễn tập là kinh nghiệm thực tiễn quan trọng để ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, nhất là đối với các lực lượng trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, nâng cao được năng lực trong thực hiện phương châm 4 tại chỗ để kịp thời triển khai có hiệu quả công tác ứng phó với thiên tai, mưa bão. Diễn tập này tôi thấy rất là thiết thực, thực tế của địa phương về để vận dụng có thể xảy ra trong năm tới để rút ra cái bài học kinh nghiệm cũng như là tác hợp với các lực lượng đoàn thể, các ban ngành đoàn thể của xã cũng như là các lực lượng vũ trang đứng chân của xã làm khắc phục hậu quả thiên tai, khí hậu cứu nạn của xã Yên An tốt hơn trong thời gian tới. Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai đã và đang diễn ra ngày một nhiều với cường độ khốc liệt hơn. Cơn bão số 3 có tên quốc tế là Yagi vừa qua là một minh chứng cụ thể. Khi tiếp nhận thông tin những cơn bão lớn đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tuy không nằm trong vùng tâm bão, nhưng Gia Lai luôn có sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả từ sớm, từ xa, đặc biệt là từ cơ sở. Điều đó được thấy rõ tại các địa phương. Công tác hỗ trợ người dân, gia cố, chằng chống nhà cửa, các phương án sơ tán người, di dời tài sản ở các khu vực trọng yếu đến nơi an toàn, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Tất cả được triển khai kịp thời, nhanh chóng. Chính quyền địa phương đây nữa là cũng rất quan tâm, nhiều lúc cũng nếu mà có xảy ra trước khi mưa bão thì cũng thông báo cho bà con rồi, thì là bà con cũng đấy là tự di chuyển thôi. Vùng này là đi lại đường khó khăn nên là phải cho trẻ con rồi thì những phụ nữ là lên trên kia là nó tiện sinh hoạt rồi tiện học hành cho các cháu. Mưa lũ thì là người ta phải chọn những cây nào đó để phù hợp với lại cái vùng đất đây canh tác. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục chịu tác động, ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn. Vì vậy, sự chủ động, thích ứng với mọi tình huống là việc làm cần thiết đối với những địa phương như thị xã Ayunpa, nơi được xác định là rốn lũ của cả tỉnh.
qua rà soát, đánh giá, thị xã Ayunpa hiện xác định trên địa bàn có 7 khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai, chủ yếu là những khu vực trũng, thấp, nằm gần các sông, suối, chảy qua địa bàn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, công tác dự báo luôn được ngành chức năng cập nhật 24/24 giờ, giúp người dân nắm được thông tin thời tiết rõ ràng, chi tiết chủ động, các giải pháp ứng phó phù hợp, không để bị động, hoang mang, lo lắng. Trong cái công tác phòng chống thiên tai thì phường sẽ sử dụng 4 tại chỗ để mà thực hiện. Trong quá trình mà theo dõi thời ba dự báo thời tiết rồi chỉ đạo của cấp trên, khi mà có cái tình huống xảy ra thì phường sẽ có cái ban chỉ huy lực lượng sẽ thông báo cho bà con trực tiếp đến từng hộ dân. Thì phường dùng lực lượng dân quân, cả gái dân quân rồi để mà khiêng vác rồi các cái tài sản của bà con lên trên cái gác xếp. Nếu như trường hợp mà không có gác xếp thì phường sẽ sử dụng phương tiện để di chuyển vô các cái nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng các cái chương trình kế hoạch phòng chống thiên tai, chỉ đạo cho các đơn vị, ủy ban nhân các xã phường chủ động trong phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó thì ủy ban nhân thị xã đã kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống thiên tai thị xã, phân công cho các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo xuống địa bàn được phân công phụ trách để đôn đốc kiểm tra cái công tác phòng chống ứng phó thiên tai. Các xã phường thì thành lập cái đội xung kích để kịp thời ứng phó cũng như là giúp đỡ nhân dân trong các khắc phục hậu quả thiên tai. Thiên tai, hạn hán, bão lũ là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không được phép lơ là, chủ quan. Nhiều kinh nghiệm cũng đã được các địa phương đúc kết từ thực tiễn, đó là nắm chắc diễn biến, bám sát tình hình, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phòng chống thiên tai nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Xây dựng kịch bản, phương án phù hợp tình hình và khi xảy ra tình huống thì vận hành các kịch bản, phương án theo phương châm 4 tại chỗ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, tích cực, bám sát tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, thông tin, hướng dẫn kịp thời, thông suốt, toàn diện, đầy đủ tới người dân. Phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan, cũng không lo sợ, hoang mang, mất bình tĩnh. Kinh nghiệm ấy càng có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với một địa phương có địa bàn rộng và địa hình phức tạp như tỉnh Gia Lai.